Về tiến độ, MT Smart City được khởi công vào thời điểm cuối năm ngoái. Hiện tại, quỹ đất xây dựng đã được bao bọc lại. Bên ngoài là các tấm panel bắt mắt giới thiệu về dự án. Xung quanh dự án là khu dân cư Santana, Điện Phúc Thành đã được hình thành. Một số cư dân đã về đây sinh sống, phần lớn đều đang trong quá trình xây dựng, sửa sang nhộn nhịp. Hạ tầng nội khu đã hoàn thiện với các cung đường rộng thoáng, hệ thống điện nước ngầm, trồng cây dọc vỉa hè, phần cổng chào với chút bảo vệ an ninh riêng tư hoành tráng. Đặc biệt, đã hoàn thiện cây cầu bắc qua sông kết nối vào khu Smart 1. Được biết, tổng thầu xây dựng MT Smart City là An Phong, Phước Thành, hai cái tên khá quen mặt trong nhiều dự án bất động sản hiện nay. Quý khán giả đánh giá như thế nào MT Smart City? Hãy cùng thảo luận với chúng tôi bằng cách comment vào bên dưới video này, tiếp tục tìm hiểu thêm thông tin về chủ đầu tư cũng như giá bán dự án này ra sao nhé.